Chào các bạn với kênh Tony TV. Trong clip này thì mấy em đang thi, tuy nhiên thì thời gian mấy em vẫn có hay không? Có. À, thi có thì có chứ, bởi vì cái lịch thi của mình đưa ra trước đó rất là lâu và mình có dư sức để mà sắp xếp thời gian học bài sao cho nó hợp lý và hiệu quả nhất. Vậy thế, ngày hôm nay anh biết mấy đứa đã mệt rồi, cho nên chúng ta sẽ thực hiện một video mang tính chất giải trí thật cao đi. Tập thể dục cho nó khỏe thi nó mới tốt được. Vậy tập gym đi. Cho nó mạnh mẽ lên. One hour later. Wow. Bự thì cứ bạn. Bự quá bự rồi. Dạ nhìn mở cửa ra cho nó sáng nha các bạn. Ê, quen với ông chủ cho nên là mượn em mà dạy cho mấy em cái cách tập gym. Hồi đó em tập gym giờ em quên rồi, anh có thể chỉ lại cho em được không? Được đi đằng đây. Dạ muốn tập cái phần nào bự lên nè, cứ nói đi rồi anh chỉ cho. Dài. Còn em là em tập chuột để vô lớp kéo tay với mấy thằng bạn của em. Anh có bài tập nào để cho cái nấm vú của em nó lồi ra không? Chứ hồi đó tới giờ nó hủm vô không à. Con gái giờ quan trọng là mấy cái vòng nè. Anh có cách nào chỉ cho eo thon với mông to là được rồi. Anh ơi, anh có bài nào mà cho em khỏi tập bụng mà dẫn bụng sáu múi không? Trong cái xã hội này có làm mới có ăn, có lao động mới có kết quả. Mày không tập bụng mà đòi có bụng sáu múi hả? Em thì ước mơ nhỏ nhoi thôi. Cơ bự quá nhìn nó thấy ghê ghê làm sao á. Em chỉ muốn giống anh này nè. Đẹp trai cơ to thì mới có nhiều đứa yêu. Mình vô tập thử cái máy này nghe các bạn. Tập nhẹ mấy chừng nào cơ bự gắn 20kg đi. Đẩy lên 2. Xuống 3. Bên này nữa nè. Mình gắn tạ vô rồi. Giờ mình sẽ lên đẳng kêu anh Vinh chỉ mình tập nha các bạn. Cái tạ này 90kg lận. Chắc ông cũng tập không nổi đâu. Để mặc cái áo này vô nhìn cho nó giống vận động viên thể hình cái. Vận động viên trẻ trâu thể hình cái. Đây nè, bài này anh đứng tại đi con rồi đó. Đây nè anh Vinh. Đây mà bài này tập dai nè, á đại đâu vô đẩy bài này coi. Anh đẩy trước đâu? Nè. Anh đẩy trước rồi bắt đầu rồi nhìn nha. Dạ. Cái này cũng dễ thôi, không có gì đâu. Cầm này đẩy lên. Hít sâu vô, đẩy lên nè. 90kg. Rồi. Ít à. Ví dụ như giờ cưng mạnh á thì giờ đẩy từng tay đưa phía sau hết vô. Đẩy lên. Đúng là người tập lâu năm có khác. Nữa em có chồng em kêu chồng em đi tập gym mới được. Làm như có mình ổng tập nổi gì á. Dạ anh chỉ cho em cái bài tập nào mà tập cho cái mông nó bự lên chứ bằng cái quần rộng xấu quá. Nè cái lưng lúc nào cũng phải thẳng nè. Là phải vuông góc như thế này, ok phải không? Vuông góc không? Đứng thẳng lên nè, lấy cái đít hắt lên nè. Nào đứng lên, là thở ra đưa xuống nè. Hít sâu vô. Nào vuông góc nè, đứng lên nè. Xuống, lên. Xuống. Đứng thẳng lên. Cái bài này là tập trung vào mông. Khát nước quá các bạn ơi. Các bạn đi tập gym là phải uống nhiều nước vô. Nếu không cơ thể của bạn kẹt xích đó. Anh ơi chỉ em cách tập chuột đi anh Vinh. Đi ra đây. Tất cả hãy tránh ra đi. Để chỉ cho tập chuột. Con này nhiêu ký đó? 25. Anh Vinh tập gán lên. Vài tháng nữa anh bự bằng chuột em gì. Anh biết con chuột cưng bự rồi. Cưng mới đẻ ra là có chuột rồi. Anh biết mà. Đây. Bạn biết không, đàn ông con trai á, ai cũng muốn mình có con chuột bự thì để mà lúc đi tắm biển hay là mình ở trần ra nhìn cho nó nam tính. Tuy nhiên thì tập chuột nó rất là đau, rất là cực. Vì thế mà người ta thường xuyên bỏ cuộc, cuối cùng là thất bại. Đúng không? Sự chịu đựng thật sự chính là lúc mà chúng ta không còn chịu đựng nổi nữa. Đó, đứng ở đây nhìn đây. Hít sâu vô, đẩy lên. Xuống nè. Đau, quá phê. Để thử mình tập cái này coi, coi bộ mau lên chuột à. 15, 16, gái ngáo ơi. 25, gái ngáo ơi, 25 rồi. Giỏi, 27, 28, cái nữa ngáo, 30 rồi, đủ 30 rồi ngáo ơi, đầu gùng chuột ngay. Tôi thấy chuột bự rồi đó ngáo, được mấy tháng tuổi rồi đó. Mình cũng khoái tập chuột lắm, mình thử mình tập cùng 15 thôi. 1, 2. Ngọc mạnh quá à, hít lắm á nha. Giở tay lên quay đó chị đo dòng eo chưa? Giở lên. 74. Quách đờ heo, làm gì mà bụng bự dữ vậy trời. Các bạn ơi, bây giờ mình phải tập bụng thôi. Đây. Làm nha. 1. 2.
được 5 cái rồi các bạn. Mỡ giảm hơi nhiều, chắc tuần sau mới tập lại. Mình là nam giới mà phải là gì? Vai u thịt bắp, lưng dày. Đó, thấy không? Vai là phải rộng. Để cho chi? Che chở người phụ nữ tương lai của đời mình, thấy không? Chỉ cần ôm vào một cái là trời ơi da anh này bự quá, trời ơi yêu luôn rồi, thấy không? Vì kiểu vậy đó. Bây giờ đây ở Trần nha, cho các bạn coi cái cách cử động ngực của mình. Được vú được chứ chưa? Tập nhẹ cục 17kg thôi. Đó. Có nhiều người á không biết sao rất là thích tập nặng nha, mà tập hoài cơ không có đẹp. Tại vì tập quá nặng cảm cơ nó không tốt, đúng không? Cao khác đi. Đây tập từ từ nè. Đó. Tập nặng quá là cảm cơ không được. Tập vừa sức nhẹ nhẹ thôi. Đưa lên. Đó, đưa xuống. Đây, lúc đẩy lên nè. Hít vô nè, đẩy lên là nặng hay nhẹ? Nặng. Đẩy lên là nặng, giờ thở ra. Đẩy lên. Các bạn nhìn ngực của ổng kìa, bự tròn áo luôn. Mình mới tập các bạn, mình lấy cục nhẹ thôi, phải bắt chước anh Vinh. Mình là con trai da u thịt bắp, mình cởi áo ra luôn nè. Các bạn thấy mình lật không? Giật vú nè, giật vú phải nè. Giật vú trái nè. Thở vú luôn. Mày đưa lên là mày phải thở ra nha, mày đưa xuống là mày hít vô. Đi rồi. À. Này quá nhẹ đối với mình các bạn ơi. Trời ơi, anh xương không à. Nỡ mình lựa bạn trai chứ không lựa mấy người bị sinh dinh dưỡng như thế này đâu. Thấy chưa, thấy tư thế chưa, nhìn nghe, nhìn cái tư thế ha. Cưng mà đứng mà cưng khoảng có lưng gì là gãy cột sống luôn. Đứng sai tư thế là gãy được cột sống nha các bạn. Đó, bạn thấy không, phải thẳng lưng lên. Cái tay để giữa, nhóm lên. Đó, một sự kết hợp hoàn hảo giữa đùi sau và mông. Cho ai đẩy cái này đi tới cái mí đằng đẳng trước thì người đó mạnh hơn. Vậy chứ thấy này nặng lắm luôn bạn. Mí này không biết làm được gì nữa mà nặng dữ. Có thành viên nào muốn khiêu chiến sức mạnh với nhau không? Em A Đại với Tâm Xì. Vô đây. 2 quét. Mạnh lên, mạnh lên. A Đại đang dẫn đầu các bạn ơi. A Đại đang dẫn đầu các bạn ơi. Đại thấy vậy mà mạnh dữ ta. Khoát nữa Đại ơi. Đại ơi, rồi, A Đại chiến thắng. Tâm thì thiếu một mí nữa à. Trời ơi, thiếu một chút xíu nữa là thắng rồi. A Đại thì cán mức trước rồi nè. Thành viên tiếp theo là cặp nào? Em. Ngao, đâu dư Vũ Thành đi. Nhanh lên. Thành ơi, cố lên. Thành Ngao đang dẫn đầu. Thành ơi, cố lên. Thành ơi, Thành Ngao đang dẫn đầu. Trời ơi, chút xíu nữa là vô thành. Tiếc quá các bạn ơi. Một cuộc chiến phải nói là quá kịch tính. Ai nữa? Tới em. Tới em Dương Hoàng. Liệu ai sẽ là người chiến thắng đây? Ba, bắt đầu. Bạn Ngọc đang dẫn trước nha bạn. Cố lên Hoàng ơi. Bạn Ngọc đang dẫn trước. Bạn Hoàng quay đó các bạn ơi. Gá Ngọc ơi. Bạn Ngọc bụi chút xíu nữa hắn ơi. Rồi Ngọc hắn luôn các bạn ơi. Trời ơi, con Hoàng chờ mới nữa được. Chưa được nữa được. Mình là người chiến thắng nha các bạn. Là gấp 3 lần so với bạn Quang. Cái trò này thì mày ăn tao thiệt ngọc, nhưng chưa chắc đu xà đơn mày ăn tao. Ừ, qua chơi đu xà đơn có ai mạnh hơn nè. Để mình đu qua này cho các bạn coi nè. Hai em đấu với nhau cho. Hai em đấu nhau nha anh Vinh. Cặp này đấu trước đi. Trời. Quyết. Ai đu tới đây trước rồi đó thắng nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, nó mạnh kìa. Ôi, Tâm Gia Đen chiến thắng rồi. Thằng ơi, mấy thằng này mạnh dữ vậy. Ngáo đâu lên sàn em. Hai. Thở nhanh kìa trời. Bạn ơi, thở nhanh kìa. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Wow. Rồi luôn. Kiếm trước thằng Thanh nó làm khí độ cái gì á, leo dữ vậy. Bây giờ em có ý này nè, anh thử cho Vũ Thanh với Tâm Xì đấu với nhau coi ai nhanh hơn. Trận đấu cuối cùng Tâm Xì và bạn Vũ Thanh nha. Hai bạn này tốc độ đu rất là kinh khủng. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Trận đấu. Trời ơi, trời, 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 trời ơi, rồi, Vũ Thanh bỏ cuộc giữa chừng rồi. Tâm Xì là người đã chiến thắng sau cùng nha các bạn. Tuần này là các bạn đang thi. Tuy nhiên thì không phải cứ đâm đầu học là giỏi đâu, mà mình còn phải tập thể dục, rèn luyện thể thao cho cái đầu óc nó thư giãn, mình học nó mới hiệu quả được. Đó, hôm nay mấy đứa thấy sao, khỏe khoắn hơn chưa? Rồi, bây giờ ăn thôi, bye bye. Và hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo. Đừng quên làm cái gì? Nhấn vào cái chuông nữa. Đúng rồi, bye bye, bye. À, chỉ còn chị Hảo với Hoàng Quang với thằng An Ngọc với Vũ Hanh nha. Ơ chị Hảo à. Hảo kìa. Hảo kìa. Chị Hảo đâu, chứ một ngày rồi.